tôi là Long Nghĩ, tôi đại diện cho người Việt Nam ở bang Washington và tôi mong các bạn bầu cử cho Melanie Stamper for văn phòng đại diện của bang Washington ở Olympia. Thank you. My name is Tan Nguyen and today I represent for Vietnamese in Washington. And today I want to vote for Melanie Stamper for representing in Olympia.